Người học Phật chắc chắn Tâm đủ kiên cụ bất đồng Tính tâm của họ kiên cụ bất đồng Nguyện tâm kiên cụ bất đồng Hạnh của họ cũng kiên cụ bất đồng Tâm này giống như kim cương Có thể phá được tất cả mà không bị tất cả phá nó Gọi là kiên cường Ý nghĩa này chính là nói Tâm chúng ta Tính nguyện hạnh Đều không bị ngoại cảnh có ý nhiều Chúng ta có năng lực khắc phục cảnh giới bên ngoài Cảnh thuận, thiện duyên Không khởi tham luyện Không có mảy may ý nghĩ tham luyện nghịch cảnh ác duyên không khởi một tí oán hận nào cũng tức là nói bất luận cảnh giới nào hiện tiền đều có thể duy trì tâm thanh tịnh bình đẳng Đây gọi là công phu Đây gọi là gì? Công phu niệm Phật đắc lực Vẫn còn bị ngoại cảnh can thiệp là chưa đắc lực Không những tự tu như vậy Giúp đỡ người khác cũng như vậy Đến cảnh giới này rồi mới thật sự là Tùy duyên mà không phan duyên nữa Khởi tâm động niệm là phan duyên không khởi tâm động niệm đó là tùy duyên Tùy duyên không có bản thân Phan duyên có bản thân Đó là Tập khí từ vô thị kiếp đến nay Phan duyên là tập khí không dễ đoạn Chúng ta làm thế nào để giúp đỡ bản thân? Phương pháp đơn giản nhất, vững vàng nhất, đáng tin nhất là Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra thứ gì cũng không có quan Pháp lợi sanh cũng không có Sự việc quan Pháp lợi sanh có nên làm hay không? Tùy duyên, có duyên thì làm, không có duyên thì không làm. Duyên thì chắc chắn có. Tuyệt đối không để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì sao? Liền quấy nhiễu đến A Di Đà Phật, trong tâm chỉ có một vị Phật A Di Đà. còn có cả đống những tạp niệm, những tập khí tiền não này bao dây Phật A Di Đà, cảm ơn của chúng ta và Phật A Di Đà liền bị chướng ngại rồi. Có người tùy duyên mới có phát hiện thực sự. Không thể tùy duyên liền có phiền não Tôi làm việc tốt quý vị Tại sao lại có chướng ngại tôi Họ sẽ có ý niệm như vậy khởi lên Nhất định đem những ý niệm này Quét dọn cho sạch sẽ Vì sao vậy Phạm có hình tướng đều là hư vọng quan Pháp lời sanh cũng là như vậy Pháp còn phải xả hà huống phi Pháp Pháp đó chính là Phật Pháp Phi Pháp là Không phải là Phật Pháp Cũng tức là nói Pháp Thế gian Pháp Thế gian xuất Thế gian tất cả đều phải xả Vì sao vậy? Trong tự tánh không có Pháp Thế xuất Thế gian Pháp Thế xuất Thế gian toàn là giả thôi Những đạo lý này Chúng ta thật sự mà nói Trong kinh giáo đại thừa quân tập nhiều năm như vậy Mới có ấn tượng thế này Thời thời khác khác có thể phấn chấn lên Tuy rằng chưa đoạn được nhưng luôn luôn phấn chấn lên Đây chính là mười mấy năm quân tập dần dần nuôi thành thói quen đây là thói quen tốt tu hành tinh tấn vô năng du giả đây là hai câu cuối cùng trong một đoạn nhỏ nói đến việc tu hành người tu hành là từ dùng chung từ đời tấn trở về sau triều đại nhà tấn về sau chuyển thành thuật ngữ phật giáo tu hành cổ nhân trung quốc đã có nói đến tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ những cách nói này đều có trước phật giáo phật giáo còn chưa truyền vào trung quốc hành là hành vi khởi tâm động niệm là hành vi của tâm khởi tâm động niệm lời nói và hành vi của miệng động tác là hành vi của thân hành vi có sai lầm tu sửa nó trở lại gọi là tu hành cho nên tu hành chúng ta thêm vào hai chữ nữa thì sẽ dễ dàng hiểu được sửa đổi hành vi sai lầm là ý nghĩa này cho nên nếu chư vị rõ ràng về nghĩa chân thật của những danh từ này quý vị sẽ không nảy sinh những sai lầm nữa hiện tại rất nhiều người hiểu lầm cho rằng là gì? Niệm Phật là tu hành Lạy Phật là tu hành Tụng Kinh là tu hành Niệm Chú là tu hành Có phải không? Chưa chắc Miệng niệm A-di-đà Phật trong tâm là vọng tưởng Đó không phải gọi là tu hành Như thế sao gọi là tu hành được? Cổ Đại Đức cho rằng miệng niệm di đà tâm tán loạn hét rách cổ họng cũng hoài không đó chính là nói họ không phải là tu hành thật sự dùng a di đà phật để tu hành đó là sự việc gì trong tâm có phật a di đà trong miệng có phật a di đà đem tất cả những tạp niệm vọng tưởng đều buông bỏ hết niệm cho hết nó dùng một điều để đối phó với tất cả vọng niệm đây là tu hành là thực sự tu hành Đọc kinh phải chăng là tu hành đúng vậy, không đọc kinh thì vọng tưởng. Tôi đọc kinh thì không có vọng tưởng nữa. Ý niệm của tôi đều ở nơi kinh văn. Đó là tu hành. Vừa đọc kinh vừa suy nghĩ xem câu này có ý nghĩa gì, đoạn kia có ý nghĩa gì là không phải tu hành, đó vẫn là đang vọng tưởng. Nhưng vọng tưởng này là thiện không phải ác. Bất luận là quý vị thiện hay ác nói chung đều là đang vọng tưởng, quý vị đang tăng trưởng vô minh. Vì sao vậy? Không đạt được định. Nương theo những phương pháp này mà tu hành, quý vị phải đắc định mới được. Trì giới có rất nhiều người trì giới luật rất tốt. Họ đang tu hành sao? Bản thân họ cho rằng là tu hành Quý vị xem người khác không bằng tôi Với tôi trì tốt như vậy Đối với những người không trì giới kia Họ nhìn thấy thì chán ghét Bản thân tự cho rằng rất giỏi giang Tăng trưởng phiền não Quý vị xem trì giới vốn là đắc định khai trí tuệ Họ trì giới trì được khá tốt Kết quả họ đạt được là gì? Họ đạt được là phiền não Đạt được là cống cao ngã mạng Đạt được là khinh mạng người khác Sai rồi Cho nên hai chữ tu hành chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Có thể thật sự giúp đỡ quý vị Quá giải phiền não Giúp quý vị tiêu trừ tập khí đây mới gọi là tu hành bất luận dùng phương pháp gì nhà phật nói tám dạng bốn ngàn pháp môn quý vị phải biết dùng dùng phương pháp này chính xác cũng tức là giảm nhẹ vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây gọi là thật tu hành Mục đích tu hành không gì khác Ngoài việc khôi phục tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác của bản thân Chuyển Thứ tư sáu Thành diệu quan sát trí đó chính là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là Trí tuệ Gọi là diệu quán sát trí Chuyển tức mạc na Mạc na là chấp trước Không chấp trước nữa Tâm bình đẳng liền hiện tiền Chuyển A-lại gia thành đại viên cạnh trị Chính là giác trên đề kinh của kinh này Thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh là A-la-hán Bích chi Phật đã chứng được Bình đẳng là Bồ-Tát chứng được Giác đó là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tánh Phật chứng đắc được Bất luận là phương pháp gì Tám dạng bốn ngàn pháp môn Chỉ cần quý vị khai phát Thanh tịnh bình đẳng giác Là thật tu hành Nói cách khác, bất luận dùng phương pháp gì, không những không thể khai phát thanh tịnh bình đẳng giác, mà là tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng phân biệt chấp trước là sai rồi. Vậy là quý vị không phải tu Phật Đạo, không phải tu Bồ Tát Đạo, quý vị tu là tu lục đạo luân hồi. Nếu như là niệm bất thiện Vậy là quý vị tu ba đường á à? Cũng là đạo không sai Cũng là đạo Đạo không đồng Quý vị hướng định con đường nào để đi Bản thân quý vị phải rõ ràng Phải thấu đáo Như vậy mới được Cho nên hai chữ tu hành này rất quan trọng Quý vị xem dưới đây nói Như lý mà hành giới định tuệ Gọi là hành Điều đặc biệt quan trọng là Hai chữ như lý này Nếu như quý vị không như lý Tu giới định tuệ Đều sẽ đi sai đường Giới định tuệ được có ta vậy, Khai mở tà quậy Đắc được tà định Vậy là phiền phức lớn rồi Nói thật thì ma cũng có định công Nhất định không nên học Phật Mà học đến ma đạo Có người như vậy không? Có Không những có mà còn rất nhiều Từ xưa đến nay Ban đầu là tâm tốt học Phật Cuối cùng lại học đến đường ma làm thế nào để ngăn ngừa Vĩnh diễn trên con đường chánh đạo Không có tà vậy Vậy là phải nhờ kinh giáo đại thừa Nếu như quý vị dùng ý nghĩ của bản thân Tôi phải nghĩ phương pháp gì Phải tốt hơn những điều trong kinh nói Vậy là vấn đề nảy sinh rồi Phương pháp quý vị nói hay hơn kinh điển nói Vậy thì quý vị thành Phật rồi Quý vị không phải là phàm phu nữa Nếu như thực sự thành Phật rồi Phật Phật đạo đồng Pháp này bình đẳng Không có cao thấp quý vị nói phương pháp của quý vị vừa qua cả phật chắc chắn là tà đạo. Vì sao vậy? thật sự thành phật thì bình đẳng với phật, không có siêu diệt Phật chứng được giống như một hình tròn vậy. quý vị không thể tăng không thể giảm. Phật Phật đạo đồng. Không những là thượng thượng trí tiểu trí tuệ chúng ta nói tu đạo hoàng nói a à, la hán đây là quả vị thấp nhất trong phật pháp tiểu quả a à, la hán là tiểu quả tu đạo hoàng là tiểu tiểu quả họ đều khiêm tốn đều thanh thật tuyệt đội không có ngạo mạn khổng tử trong luận ngữ có nói nếu như có tài có đức như chu công mà kiêu mạng keo lẫn thì những thứ khác không cần xét đến nữa câu nói này của phu tử là một tiêu chuẩn tiêu chuẩn của ai bản thân chúng ta trên con đường học phật thời thời khắc khắc cẩn thận ta có kiêu mạng kiêu ngạo hay không có kéo kiệt hay không nếu như có bản thân phải nhanh chóng quay đầu vì sao vậy vì con đường chúng ta trở nên kém cỏi rồi thánh hiền thế gian tham sân si mã nghi đều rất nhạt họ chưa hoàn toàn đoạn hết họ hoàn toàn khống chế được nó trong một hạn chế nhất định nào đó Họ có thể hạn chế được Là thánh hiền thế gian Chúng ta ngày nay cầu mong đại đạo xuất thế gian Một lòng muộn trong một đời này thật sự Thoát khỏi lục đạo thập pháp giới Thì tập khí này không thể có Có một chút ít tập khí Sẽ tạo thành sai lầm nghiêm trọng của quý vị công phu này luyện ở đâu chính là trong cuộc sống hàng ngày xử sự, sự đối nhân tiếp vật luyện ở trong đó thật sự tu hành họ mới biết được chúng sanh đối với chúng ta ân đức lớn biết bao không có họ ta đến đâu mà tu Tôi mỗi ngày đối diện cạnh giới tu những gì Xem khởi tâm động niệm của bản thân Ta khởi lên là tâm gì Động niệm là niệm gì Còn có tự tư tự lợi Còn có danh danh lợi dưỡng Không được Hoàn toàn thất bại rồi trước đây nói rồi thuận cảnh hoàn cảnh tốt thiện duyên nhân duyên tốt không thể có mảy may tâm tham luyện điều này dễ sinh tham luyện nhất hoàn cảnh không tốt người đều là người xấu không có người nào tốt Luyện những gì không sanh oán hận Nói cách khác Thuận cảnh thiện duyên Giúp chúng ta buông bỏ Tham si Đây là tam độc phiền não Nghệt cảnh ác duyên Giúp chúng ta buông bỏ Sân si tham sân si từ đâu mà đoạn đoạn từ đây tham sân si đoạn rồi tất cả những tiên não đều đoạn hết bởi vì nó là ba cái gốc mạng thuộc về một phần trong sân nhuệ nghi là thuộc về một phần của si Tất cả đều quy về chính là ba độc tham sân si không sai tí nào. Cũng tức là nội chúng ta trong cuộc sống hàng ngày Trong việc mặc áo ăn cơm Công việc đều phải đoạn tham sân si Vậy là quý vị thật sự biết dụng công Quý vị thật sự biết tu hành rồi không tin tấn được Làm cho được thật sự Không dễ dàng Trong pháp môn tịnh tâm Chỉ dạy quý vị tin tấn được một câu A-di-đà Phật Ý niệm đó vừa khởi Niệm tham sân si vừa khởi Đây gọi là niệm sơ khởi Không sợ niệm khởi Vì sao vậy tập khí Tập khí từ vô thị kiếp đến nay Phàm phu mà làm sao không khởi tâm động niệm được Niệm vừa mới khởi lên A-di-đà Phật Chuyển đến a di đà Phật Chuyển được nhanh Niệm đầu tiên khởi lên Niệm thứ hai chính là a di đà Phật a di đà Phật làm cho Tham sân si mạng Tự tư tự lợi buông bỏ hết Chỉ có một câu danh hiệu Phật Có thể làm cho Kiên trì tiếp tục thì có lý gì mà không thành tựu được Chắc chắn giảng sanh Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Diễn diễn siêu diệt thập pháp giới Cho nên hai chữ như lý này vô cùng quan trọng Ngày nay chúng ta vì sao vẫn phải nghiên cứu kinh giáo Vì xa rời kinh giáo thì Lý y cứ của chúng ta liền không còn nữa Vậy thì hành giới định tuệ cũng rất khó thành tựu Giới định tuệ và đạo lý trong kinh giáo Nhất định phải tương ưng Đây gọi là tu hành Phật nói rất rõ ràng Chúng ta có chướng ngại Ngài không có chướng ngại Chướng ngại chính là vọng tưởng phân biệt chập trước Công phu học Phật là gì? Công phu nơi việc buông bỏ Quý vị có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không? Buông bỏ chướng ngại Đó gọi là thật sự công phu Không phải là quý vị đọc kinh được bao nhiêu Niệm Phật được bao nhiêu Không phải là ý nghĩa này để buông bỏ Quý vị có thể buông bỏ một phần Tạnh đức trong bản thân quý vị liền hiện ra được một phần Quý vị buông bỏ được hai phần Quý vị liền hiện ra được hai phần Quý vị buông bỏ càng nhiều thì hiện ra càng nhiều Không thể buông bỏ học một đời cũng dù ít vẫn là lục đạo phàm phu Vẫn là sống trong thế giới phiền não khổ nạn Đó không phải là kỳ vọng của Đức Phật đối với chúng ta Phật kỳ vọng chúng ta tốt nhất là có thể siêu diệt ngay trong một đời này Siêu diệt lục đạo, siêu diệt thập pháp giới Có thể được hay không? nhất định có thể làm được chỉ cần quý vị trung thực dân lời thật làm quý vị sẽ làm được trung thực dân lời thật làm đây là ba điều quý để học phật quý vị đầy đủ điều kiện này quý vị trong một đời liền thành tựu chư phật như lai không có ai không tán thán quý vị quý vị thật sự được hiện nay chúng ta hiểu rõ được đạo lý này rồi phải bắt đầu thật làm phải làm cho bản thân dần dần hướng đến cảnh giới vô chướng ngại ngày nay chúng ta xúc sự thành chướng nơi nơi đều chướng ngại Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên Vì sao vậy? Quý vị chưa buông bỏ Thuận cảnh Làm gì thuận buồn xuôi gió tốt Sanh tâm quan hỷ Trong tâm quan hỷ dẫn theo tâm kiêu mạng Là tiền não Thuận cảnh sanh phiền não Thiện duyên gặp được đều là người tố Ngày nay chúng ta nói là nhân vật quan trọng Mọi lúc đều quan tâm chăm sóc quý vị Quý vị cũng rất đặc ý Tất cả đều xuyên phiền não Vì sao vậy khởi tâm động niệm Phân biệt chập trượt Đều khởi lên những thứ này Nghe cảnh ác duyên sanh phiền não ngược lại Tâm của quý vị lúc nào khôi phục đến thanh tịnh Bộ kinh này trên đề kinh dạy cho chúng ta ba tiêu chuẩn tu học Thanh tịnh bình đẳng giác Năm chữ này chúng ta hoàn toàn không có Chúng ta trong đời này Bình đẳng giác rất là khó Ít nhất chúng ta cũng phải khôi phục thanh tịnh Chỉ cần có tâm thanh tịnh nhất định sanh tịnh độ Trong tịnh tâm thường nói tâm tịnh tắc Phật độ tịnh Chúng ta cùng thế giới Tây Phương cực là tương ưng Thanh tịnh như thế nào? Phải đem những thứ thế gian những cảnh duyên thuận nghịch tất cả đều buông bỏ hết không nên chấp trước nữa chúng ta dứt giả dạ ở đây kiếm một ít tiền bị người ta lừa mất rồi bị người khác gạt mất rồi trong lòng rất buồn ý niệm này không tốt ý niệm này là gì tương lai sẽ đến cõi ngạ quỷ phải đi trả nợ Đây là nhân quả Bảo ứng Đời đời kiếp kiếp không ngừng không dứt Ràng buộc không thôi Sự việc này rất phiền phức Quý vị thật sự làm rõ rồi buồn xuống Nghĩ đến điều gì Nghĩ định họ là Phật tương lai Họ vốn là Phật tôi vốn là Phật Tôi dùng điều này để cúng dường họ là được rồi Vậy không phải là tôm khai ý giảng rồi sao Quang quang hỉ hỉ vậy Có gì ghê gớm lắm đâu Là thiện là ác đều ở ý niệm Quý vị chỉ cần buông ý niệm xuống Thì ác hai bên đều không chấp nữa Tâm thanh tịnh hiện tiền Đây mới là đại lợi ích Sau đó quý vị sẽ cảm kích người đã lừa ta Người đã gạt ta Họ là Bồ Tát Nếu không có họ Chúng ta làm sao có thể buông bỏ được Họ vừa thị hiện như vậy Chúng ta hiểu được rồi buông bỏ hết chẳng những không oán hận họ còn cảm kích họ họ giúp chúng ta nâng cao càng giới họ giúp ta trở về với tâm thanh tịnh vậy nếu chúng ta hỏi họ có báo ứng hay không họ có nếu như họ không quay đầu không quay đầu giống như chúng ta vậy họ có tánh tội vì sao vậy lừa dối người khác Sỉ nhục người khác Hủy bán người khác hãm hại người khác Đây đều là có tội Tội này họ không thoát được Họ phải chịu tội Trừ phi họ sám hối Thật sự sám hối Triệt để buông bỏ Nếu như không thể sám trừ Đây đều là ba đường ác Rất phiền phức Nhân quả là thật Không phải là giả Có người thật sự hiểu rõ nhân quả Tâm liền có sự ràng buộc Nhất định không dám ngang ngược làm tàn Chẳng những không dám làm Suy nghĩ cũng không có Suy nghĩ bất thiện cũng không có Người như vậy Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Vì sao vậy Dần dần diễn ly thế giới này rồi Thế giới này nhiễm ô Không sạch sẽ Diễn ly uý độ Tương lai chúng ta sanh vào tịnh độ Sự nhiễm ô này phải buông bỏ từ tâm địa không phải sự tướng, sự tướng buông bỏ chẳng ít gì, phải từ buông bỏ trong tâm. Trong tâm dấu vết cũng không có. Quý vị thật sự quay về thanh tịnh rồi. Diễn là biểu diễn. Thuyết là ngôn thuyết. Hai chữ này những đồng học học phật chúng ta phải đặc biệt lưu ý vì sao vậy vì chúng ta thường thường chỉ chú trọng nói nhưng chưa làm được diễn là làm được rồi lúc nào thì làm được quý vị sáng sớm ngủ dậy đến tối đi ngủ một ngày tất cả những hoạt động của quý vị đều làm được rồi Chính là như vậy Quý vị mới thật sự đạt được lợi ích của Phật Pháp Niệm không được, nói cũng không được Đó là thuyết thực sổ bảo Bản thân quý vị chưa đạt được Quý vị phải thật làm đem từng câu từng chữ trong kinh điển đều trở thành tư tưởng của chúng ta đều trở thành hành vi của chúng ta vậy là quý vị thật sự học phật quý vị thật sự được lợi ích siêu phàm nhập thánh những điều trong kinh nói đều là cuộc sống hàng ngày của bản thân quý vị phật ở đây diễn thuyết quý vị cũng tại đây biểu diễn cho mọi người xem. Giảng dạy cho người khác nghe. Quý vị chưa làm được thì giảng những gì, giảng điều của người khác. Giảng về người khác rất dễ dàng giảng sai, hiểu nhầm, vì sao vậy? Chúng ta nghe nói hiểu quanh co, hiểu nhầm mất. Vậy là quý vị cũng nói sai rồi thật sự làm được rồi là của bản thân thật sự làm được rồi là người như thế nào vì kinh vô lượng thọ là kinh vô lượng thọ của bản thân vậy có thể giảng sai được sao một chữ cũng sẽ không giảng sai kinh vô lượng thọ của bản thân rồi cùng với kinh vô lượng thọ của mười phương chư phật như lai là mộ không phải hai Đây chính là Tổ sư Đại Đức thường giảng cho chúng ta trở về tự tánh. Tôi bổ sung thêm một câu trở về trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay con người nói là áp dụng thực tị. Quý vị mời Pháp hỷ sung mạng. Ái ngự không phải là nói lời nghe hay lời nói hay cũng có lúc lại hại họ yêu họ phải yêu chân thành nếu như yêu họ xuất phát từ trái tim chân thành đó là ái ngữ họ có gì sai thì khuyên bảo họ cũng gọi là ái ngữ khuyên bảo thật không dễ ai có thể tiếp thu nếu không tiếp thu thì nhất định đừng khuyên họ nếu phạm sai lầm rồi cũng không được nói họ không tiếp thu mà nếu khuyên họ họ sẽ nói anh thì biết gì trước đây thầy đi dạy chúng tôi thường nói người khuyên bạn là ai có hai người họ có trách nhiệm một là cha mẹ quý vị có gì sai họ sửa cho quý vị người nữa là thầy giáo thầy giáo đối với học sinh cũng phải để ý lời nói sắc mặt Nếu học sinh này không thể tiếp thu Đừng gây oán hận với họ Lúc chúng tôi học ở trường Đã từng gặp chuyện này Thầy giáo rất nghiêm khắc Thường xuyên trách mắt học sinh này Tỏ rõ không thích học sinh này Học sinh này thì nghĩ thế nào? sau khi tốt nghiệp lấy được bằng cấp xong liên nghĩ cách để chỉnh thầy giáo đó phải báo thù vị thầy này sẽ đánh cho thầy này một trận đây là sự thật không phải là giả báo thù vì thế thầy lý thường dạy chúng tôi trong số học sinh người nào có thể dạy thì dạy họ nếu không thể dạy thì xem họ như học dự thím đối xử khách khí với họ họ có mắc lỗi gì cũng đừng nói ra bởi vì lớp chúng tôi không đông là lớp ít phòng học có lẽ cũng chỉ to bằng phòng thu hình của chúng tôi mà thôi học sinh chỉ có hai mươi mấy người nhìn thấy thầy rất nghiêm khắc với mấy học sinh Có đánh, có chửi Trong số bị đánh có người khóc thút thích Thầy chưa bao giờ có thái độ đối xử vui vẻ đối với họ Ngược lại có mấy học sinh Hai ba học sinh Thầy đối với họ rất khách sáo Chưa bao giờ có sắc mặt không vui Đều vui vẻ chào đón họ Hồi đó tôi còn rất trẻ Tôi 31 tuổi theo thầy Tôi thật không hiểu Sao thầy lại có thái độ như vậy? Mối hoài nghi này tôi không nói ra nhưng lại bị thầy phát hiện một hôm thầy cho gọi tôi vào phòng hỏi tôi ông thấy tôi đối xử với các bạn thì có gì đó nghi ngờ phải không tôi nói đúng vậy nhưng con không dám nói thầy nói với tôi học sinh nếu muốn học quá đánh quá mắng họ cũng không bỏ đi họ còn cảm ơn mặc dù khóc rất là thương tâm họ cảm ơn họ nghe lời muốn học phải dạy họ nghe thầy nói chúng tôi mới ngớ người ra mấy người đó đối với họ rất tốt cơ bản là không nghe thầy nói đến cái gì đều đúng đúng sau khi nói xong tôi làm việc tôi Bề ngoài xem ra rất cung kính Nhưng lời thầy dạy không để trong tâm Cơ bản là không thể làm theo Thái độ như vậy đều được xem là Học sinh dự thính Thầy đối với họ lúc nào cũng nể nang, khách khí, không nghe, không hỏi vì thế hòa nhân ái ngữ là rất quan trọng